Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Tắt nhạc đi. Tắt nhạc đi. Gươm khổ Tết nhất đến nơi ế chảy ế thiêu chả ai xem bói gì cả. Từ sáng giờ chả ai xem được đồng nào. Toàn uống nước lã cầm hơi. Gươm. Cứ hề ai khổ thì mới xem bói, chứ còn nó sung sướng quá chả ai xem. Ai đấy? Chắc có mối rồi. Alo. Mày à? Thằng Đại chứ gì? Thằng Đại chồng con chào á, hai vợ chồng mày là chào Đại đấy. Gặp ai chả biết ai cứ chào Đại. Cái gì? Thì hôm qua mày bảo với tao là mày nằm mơ mày thấy con dê nó vào vườn nhà mày. Ừ thì đúng rồi, con dê là 35. Cái gì? Nó sổ ra 53. Cái đấy là lỗi do mày. Mày bảo mày đuổi nó ra. Ừ. Mày đuổi nó ra thì mày phải đuổi là mày đẩy cái đầu nó ra để mày đẩy cái đầu nó để cho cái đít nó ra trước chứ. Cái này mày đuổi nó để mày cho nó quay cái đầu đi ra, nó đưa ra cái đít ra sau để nó đưa cái đít vào vườn mày thì con số 5 nó đi ngược lên là đúng rồi. Thế nó ra 53 là lỗi do mày nhá. Không phải lỗi do tao đâu. Gớm khổ. Thôi cúp máy đi. Đang bận bịu trả xem tình duyên ra đạo toàn xin số đề. Tao mà biết ra con nào thì tao ngồi ngoài này tao phơi nắng tao xem bói làm gì. Chán quá cơ. Ê kinh khủng ê. Trời ơi, bắt gặp thầy rồi nghe. Con nói cho thầy nghe nha. Con nói rõ ràng cho thầy nghe. Thầy đi đâu mấy năm nay hả? Thầy nói cho con nghe đi. Đi đâu mấy năm nay? Con tìm thầy trong cái hốc, cái hang, cái ngõ, cái hẻm. Ông cống con cũng lôi ra nữa, con tìm mà không có. Này, tao phóng cái này vào mồm mày á. Thách thầy đó. Sao mày làm tao như chuột, như giãn ấy? Mày bảo tao ở trong ông cống, không đồ tao chui đi đâu. Thế xin lỗi nhá, đây là cô hay bà để cho tao biết tao còn xưng hô. Chưa có chồng, coi mấy năm nay cũng không có chồng. Gọi bằng cô đi. Bực à. Chưa có chồng thì gọi bằng cô à? Đúng rồi, con hỏi thầy nè. Thầy coi con có chồng. Con chưa có chồng mà lại con có con nữa. Đó, tự nhiên bây giờ giải thích đi. Tại sao không chồng mà có con? Nói cho con nghe. Mày về mày nhờ mẹ mày giải thích. Mày không chồng mày có con, tự dưng mày bỏ mày hỏi tao à? Thế mày đàn bà mày vô duyên đó. Thế bây giờ trâu trứng mày rơi lúc nào mày không biết à? Mấy năm rồi vẫn gặp con dở người. Thầy đủ rồi nha. Con muốn nói dở người dở hơi. Con là đàng hoàng nghe. Tôi giải không... thích đi. Giải thích cái gì? Giải thích tại sao tôi không có chồng. Coi mấy năm nay tôi có chồng. Rồi bây giờ tôi chưa có. Mà có một đứa con làm sao? Không phải là một đứa mà là tới là mấy đứa. Nói. Ô hay nhỉ. Tao có ăn và mày không? Tao không ăn mày thì mày có con với ai thì bố tao chả biết. Nên bây giờ mày cứ đi hỏi một thằng chiêm tinh gia nào mà nó giải thích được cái thằng chồng mày ở đâu ấy. Này, đây tao cắm đầu xuống đất tao đi một đời nhá. Bây giờ ơi, bây giờ đến đây làm gì? Coi bói với làm gì? Coi thử chừng nào con có chồng nè. Thế bây... rồi. Cái gì? Coi thử chừng nào con có chồng. Xem thì lần chừng nào mày có chồng á. Chính xác. Thế bây giờ sao đến đây ấy là có cái vấn đề như thế này. Không có chồng ấy là do duyên. Nhiều khi là mình cũng phải là phải gieo duyên ấy, nó mới có. À, đây muốn xem ấy thì xem cho. Nhưng mà nghe giọng thì nó có cái gì nó hơi lạ lạ. Lạ lạ làm sao thầy? Như là gọi bằng cô đi thì đúng hơn. Đúng rồi, cô mà, con chưa chồng mà. Ô hay. Đợt trước thầy coi con á là thầy nói cái gì? À, râu hùm hàm én mày ngài, dai năm tấc rộng thân 10 thước cao.
con đi ra ngoài đường, con tìm hết ông này ông kia, coi có râu quai nón là con nói là anh ơi cưới em đi. Ông nói, ông nhìn con ấy, gì kỳ vậy, cô khùng hả? Ông nói con câu, ông phán con câu vậy. Rồi con đi tìm người khác cao hả, ông nào to cao là con nói con tới con cưới, con xin cưới mà ông không có cho. Cũng là cái câu nói của thầy, cũng là cái câu nói của thầy. Thầy nói là coi sai á, là thầy nói là guarantee refund. Cái câu nói của thầy mà con bỏ tiền ra biết bao nhiêu năm nay con tìm thầy. Bây giờ thầy nói đi, thầy trả tiền lại cho con. Thế là cái thằng này nó chửi mày điên đấy, là đúng rồi đấy, tao còn là bảo mày điên đây này. Bây giờ ngày đấy mày đưa tao bao nhiêu tiền để tao xem cho mày cái quẻ bói đấy. Bữa đó con đưa cho thầy 50 đồng rõ ràng luôn. Thế có 50 đô thôi mà mày đi tìm tao vì cái chữ guarantee refund. Thì đó, đó, mà có một cái 50 đô thôi mà mày bỏ mấy năm rời ra, mày bỏ biết bao nhiêu tiền ra để mày đi tìm tao, có phải là mày điên không? Bây giờ mày nói cái câu mà dâu hùm hàm én mày ngài vai năm tất rộng thân 10 thước cao thì nhận ra rồi, tôi nhận ra cô rồi. Đó. Xong dạo này nhìn đẫy đà thế, nó nở lên như cái bánh phồng tôm đấy. Mà trên cái bánh phồng tôm ấy còn treo hai quả bưởi năm roi. Ủa cái gì vậy? Ủa sao thầy thầy đuôi mà sao thầy biết con? Thầy biết này, con sửa ngực. Tôi nói cho cô nghe nhá. Ông giời, ông đã lấy của tôi đi đôi mắt thì ông cho tôi là cái mũi. Cái mũi tôi ngửi được. Cô chỉ thoáng qua thôi là tôi nghe mùi mỡ. Thôi nói thiệt ra thì thầy coi bói thì giấu thầy cũng không được. Thì thầy coi con á, là thầy nói con là con sẽ có chồng, chồng con to cao đẹp trai. Nhưng mà thế này, cô đi tìm tôi ở đâu mà tìm không ra? Cô đi tìm những chỗ nào mà cô tìm tôi không ra? Con tìm thầy ở chợ Tân Định nè, ở Sài Gòn, khắp cái Sài Gòn chợ nào con cũng tìm. Rồi có người ta nói có thể ông ngồi trong ống cống, con xuống ống cống con lôi ra cũng không có. Đó, cô hỏi nhà. Cái gì mà người ta bảo tôi ở dưới ống cống? Tại vì thầy bói là thường thường ngồi ống cống. Cô hỏi là ngồi... tên tôi tên gì mà cô bảo tôi? Con hỏi là tên Gia Cát Lạng ở đâu? Thì người ta mới nhìn con, người ta nói là cái con này nó khùng hay sao á. Ở đây có Gia Cát Lượng chứ làm gì có Gia Cát Lạng. Người ta nói con vậy, nên con cũng bị quê chứ. Quê cái gì? Hỏi đi để cũng phải lựa người mà hỏi. Hỏi thì phải hỏi người kiến thức, người có học thức, có văn hóa thì người ta mới hiểu được hết cái tên của tôi. Đấy, tôi đã giải thích cho cô nghe rồi. Đấy, Lượng là ở trong miền Nam người ta gọi là Lượng, ở miền Bắc gọi là Lạng. Ví dụ như cái câu kẻ tám lạng người nửa cân, đấy là ở miền Bắc. Còn vào trong miền Nam phải gọi là kẻ tám lạng, kẻ tám lượng người nửa ký. Đấy là miền Nam. Thì hôm trước lâu mấy năm rồi coi thầy cũng nói vậy mà con quên. Bây giờ nghe giọng cô thì tôi đoán ra rồi. Tôi đó. Biết rồi. Thấy không? Này, tôi không cần phải nhìn thấy là tôi đã đoán ra được người ấy như thế nào. Nghe hơi thôi, nhất thanh nhì tướng. Đấy như là đây này, vừa rồi đây, tôi có biết cái mặt ông Donald Trump đâu, nhưng mà nghe giọng nhéo nhéo của ông ấy tôi đoán ngay ông ấy thế nào làm tổng thống, thế là đúng ngay. Không sai. Thầy hay quá, đoán vậy mà cho tới giờ này vậy là thầy nói sai bét luôn rồi đó. Tới giờ này con cũng đâu có chồng đâu mà con nói thầy, con giải thích, thầy giải thích cho con thầy cũng không có giải thích được. Thế bây giờ đến để làm gì? Đến để xem bói gì? Đúng rồi. Để chờ tí đi, để đây này, để xem bói là phải lấy hẹn, là phải có appointment. Ô trời ơi, bị đuôi mà coi làm sao thấy được. Ô hay, người ta mù thì người ta có cái kiểu xem của người mù chứ. Chứ ai cấm người mù viết nhạc, ai cấm người mù viết văn. Để xem chỗ nào vậy? Để xem chỗ nào trống trống thì nhát cô vào này. Đây, đây 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 có rồi đây. 3 giờ ngày thứ tư nhá. Rồi đến đây xem. Thế thôi. Trời ơi, tôi nói thiệt với ông luôn á, con đường đi không có ai, đi ngang qua không có một bóng người, rồi cũng không có nữa chứ đừng có nói chi mà coi bị đặt ế chổng gọng luôn, bị đặt nói coi bối rồi rồi coi dừa. Đây tôi nói chảnh dừa thôi, không chảnh chẹ gì cả. Đấy là nguyên tắc, khi đã đặt ra nguyên tắc là mình phải tuân theo nguyên tắc. Nhiều khi đói thối mồm ra nhưng vẫn không xem. Thì ra là thầy đang đói hả? Bây giờ có xem không? Thôi bây giờ vậy xem đi. Xong rồi cho tao đi ăn chứ tao đói quá rồi. Thôi 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 thôi, thôi thôi. Nói là tại vì cô đi tìm tôi mấy năm nay tôi mới xem cho cô đấy.
Không là tôi không xem đâu. Thôi con biết rồi, con cảm ơn thầy. Thầy qua bên kia cái nó có quán phở kìa. Đó, thầy ăn đi. Thầy ăn đi chứ không thôi thầy đói rồi, nó qua mắt làm sao thầy coi con được. Mày điên à, mù mà hoa mắt cái gì. Ủa vậy hả? Bây giờ đặt tiền đi. Lần trước xem ấy là đặt bao nhiêu? Lần trước xem xem là... không đúng là tại do cô. Cô không có thành tâm. Với thánh mà cô không thành tâm thì làm sao thánh phù hộ cho cô được. Lần trước con coi con bỏ 50 mà không thành tâm làm sao. Ba cái dĩa con bỏ 50, mỗi dĩa là 50. Thầy nói sao mà con không thành tâm. Ba cái đĩa 50 ấy là lúc ấy vàng ấy nó là 100 đô ba chỉ. Bây giờ mày bỏ 50 chưa được mua được một chỉ vàng mà. Bây giờ mày bỏ gấp đôi. Tiếng Mỹ người ta gọi là double down đấy. Ông ơi, thôi vậy đi. Lần trước thầy coi con nó sai. Thì bây giờ thầy coi con đi. Thầy mở rộng từ bi của thầy ra. Thầy coi con khỏi lấy tiền nha. Đấy. Mày chưa gì hết mà mày đã đi giả giá với thánh. Thì thánh nào mà chứng cho mày ớm khổ. Vậy bây giờ mày bỏ tiền vào đi. Vậy con giáo bộ con bỏ tiền ra. Rồi thầy coi xong thầy trả lại cho con nha. Ô thì mày đi lừa thánh à. Mày lừa mày còn kinh hơn đấy. Đem một cái thành tâm đi, bỏ vào xem thử như thế nào. Bỏ hơn rồi. Double down. Có tiền đô không? Thôi tiền Việt Nam đi. Không, thánh thích tiền đô. Hôm nay ta xuất hồn ra tôi hỏi thánh rồi. Thánh giáng cơ, thánh bảo bây giờ thầy xài tiền đô, đô nó đang lên đấy. Bây giờ thích xài tiền đô. Bởi vì biết sao không? Người mà người ta cúng cô hồn ấy, người ta còn cúng tiền đô cơ mà. Thành thử ra là thánh ganh tị. Cho nên là phải cúng tiền đô. Đấy, thứ nhất là đô, thứ nhì euro, thứ ba là Canada, thứ tư là tiền Úc. Trời ơi, con quý quỳ con lạy thầy luôn á. Lạy ta làm gì? Thầy mà coi mà lần này không trúng á hả, con cho giang hồ nó quánh chết cha thầy luôn. Ây da, con xin lỗi. Con hay cái con này. Con mày càng lúc mày càng hỗn nhá. Làm gì làm tao vẫn lớn hơn mày nhá. Đây này, ba cái đĩa này. Ba cái đĩa này là đĩa tiền tổ này. Đĩa này là đĩa tiền quẻ này. Đĩa này là đĩa tiền tiếp này. Thầy hỏi hết bà con cô bác coi có đi coi bói mà có ai cho tiền tiếp bao giờ đâu. Có chứ sao không có. Ai cho? Nhưng mà cho trước hay cho sau thôi. Nhưng mà bây giờ mày cứ bỏ trước cho nó chắc ăn. Biết bao nhiêu đứa rồi, cứ bảo là thầy xem đi được cái con cho tiền tiếp. Xong xem được xong nó bỏ nó đi luôn, nó không quay lại. Không được đồng nào, bây giờ lấy trước tác ăn. Không lẽ viền chồng mà mình phải bán mạng vậy sao trời. Ôi giời, mày bỏ 300 đô mà mày kiếm được thằng chồng thì xin lỗi mày. Mày bỏ bao nhiêu nghìn đô mày mới tìm được tao. Bây giờ đúng mày rồi. Tìm được chồng mà, bỏ vào đi, tiếc nuối gì. Nhanh đi, tao còn làm pháp sự, tao đi ăn, tao đói run hết cả người rồi. Từ sáng giờ ế chảy ra chả có đồng nào ăn. Chén gì đâu trời, cái gì vậy trời, đó 300 đó. Bây giờ muốn bói kiểu gì? Hôm trước thầy bói con chuyện Kiều. Chuyện Kiều đâu có đúng đâu. Bây giờ thầy coi thầy bói cái gì khác đi. Thì bây giờ tao chỉ có hai cách thôi. Một là sờ mu, với hai là xem chuyện Kiều thôi. Bây giờ mày không thích xem chuyện Kiều thì tao sờ mu. Mu giờ... sờ mu rùa đấy. Sống thì nhờ cái mu rùa với lại cái chuyện Kiều thôi. Bây giờ muốn xem nào, muốn sờ mu hay là muốn... Này, cầm hương đi. Ở khoan chờ tiết tí. Chết rồi ai? Alo, lại mày nữa à? Sao mày suốt ngày cứ để đón thế à con? Thế sáng nay mày ra mày gặp ai trước? Gặp cái gì chứ? À, gặp cái con đang cấy lúa. À, nó cấy lúa. Nó cấy lúa thì nó cong người xuống. Nó khom người xuống thì mày đánh con tôm đi. Ừ. Nhưng mà này, lúc mà mày vừa nhìn thấy nó là mày nhìn thấy cái đầu nó trước hay là nhìn thấy cái mông nó trước? À, nhìn thấy cái mông nó trước à? Thế là đánh con tôm nhưng mà phải đánh thối thân nữa. Ừ. Thế đánh con tôm vẫn là 31 nhá. Còn đánh thối thân thì mày đánh con bào ngư đi. Bố tiên sư, mày không biết con bào ngư là con gì à? Nó bằng bằng cái bụng tay này này.
mẹ tiền mày đánh số đề, mày để mày ăn con bào ngư đi cho cuộc đời mày biết. Bây giờ bố tao cũng chả biết con bào ngư số mấy. Bây giờ mày cứ ra chợ mày hỏi nó bao nhiêu một cân, rồi mày lấy cái số tiền đấy, mày lấy cái số mày đánh nhá. Suốt ngày cứ đề đóm. Tôi nói đến đâu rồi? Xuống vậy nè. Bây giờ nói thiệt á, là con cũng nói thiệt với thầy á, là như vậy. Con, thầy coi bói con xong á, con tìm hoài, con thấy cái thằng nào nó cưới con hết á, thì con mới đi, tình cờ con gặp chị Kỳ Duyên. Chị mới biểu con á là, nếu mà em như vậy á, thì em đi sửa ngực đi. Đấy, em đi sửa ngực và em đổi tướng đi, là em có chồng liền. Đây, bói Kiều nha. Thì bói Kiều, giờ biết sao? Mày khấn đi, tao làm pháp sự. Lần này mà không trúng là con cho giang hồ nó giật thầy luôn đó, con nói trước rồi đó. Bà về bạc nhã thuyền hoa con hương đệ tử gần. Mày nín mẹ mày đi. Cái gì ta kêu con nhãn mà. Ta đang kêu bà về bác thuyền bác nhã vừa đến nơi mày hát xì nó lại lùi. Mày khấn, mày cũng khấn nhẹ nhẹ chứ mày cứ khấn mày cứ hát hát. Thì tại vì con vẫn là nhập tâm chứ con mới hát. Tao nhập cái này, mày nhập là gì? Mày khấn là mày chỉ để tâm thôi, để tâm chứ không cần nhập tâm. Tao mới nhập tâm này. Rồi vậy, vậy xong rồi, xong chưa? Để ta cắm vào cho. Bà về bát nhã thuyền nè hoa con hương đệ tử gần xa. Đấy. Mày lại đẩy thuyền đi rồi. Thôi mày dở đại đi, mày đọc đi. Tao mệt quá rồi. Con lại trợn lại Phật cho con lấy một chồng đi cho rồi. Chứ bây giờ nó già lắm rồi, nó già như trái cà rồi mà chúng chưa có chồng. Đọc đi. Nhát trong lờn lợt màu da, ăn gì to nấy đẩy đà làm sao. Thôi đó. Ông, nè à, này này mày đọc nhầm rồi đấy này. Ông Nguyễn Du ông không có có ghi cái chữ ăn gì to nấy. Ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Tôi có một tờ tiếng Hoa không đâu có biết đấy. Tiếng Tàu mà làm sao con biết con vịt đó. Câu nha là nhát trông nhợt nhợt màu da, ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thế ngày trước mày bốc cái câu là vai năm tất rộng thân 10 thước cao. Thế bây giờ là ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Đấy, hai cái nó liên quan nhau. Chắc chắn cuộc đời mày không bao giờ tránh khỏi một thằng chồng béo được. Chết. Sao cuộc đời con khổ vậy thầy. Đây, còn cái chữ nhát trông nhợt nhợt màu da. Cái màu da này là nó nhợt nhợt, nó không trắng hồng, nó cũng không trắng xanh, mà nó trắng như theo cái kiểu là sắp tẩm liệm ấy. Trời, thầy nói gì ghê vậy, giống như là người chết vậy thầy. Không, người chết nó trắng xanh, tao đang tìm cái từ nào đây này. À không, nó giống như là mới vừa rút ống còn thở ngóp ngóp vài hơi rồi cái đi. Không, con mới tin là vậy thôi con còn. Thằng này ấy, trước tiên đây là nhát trông nhợt nhợt màu da, là chắc chắn thằng này nó là phải thiếu máu. Ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Đấy là nó ăn, nó rất ăn, rất là tạp. Nhưng mà nó vẫn không hồng hào được, chứng tỏ thằng này nó phải bị tiểu đường. Thầy giải thích ăn uống giống như heo ăn vậy thầy. Đấy, thằng này nó phải tiểu đường. Cái chồng con kiểu này thôi vậy con ở vậy cho rồi chứ con lấy chồng làm gì. Không bao giờ tránh được đâu. Thánh đã phán thì không bao giờ mày tránh được. Bởi vì trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu là gẫm thay muôn sự tại trời, trời sinh phải bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thầy khoan đó thầy. Ủa cái gì vậy thầy, rút vô tiền liền vậy, con chưa coi xong mà. Xong hay không xong tao tém tao đưa tổ rồi. Tao tém ngay tao đưa cho tổ rồi. Chào thầy. Ai đây? Con thầy. À đi chỗ khác chưa, đi đang có khách nhá. Dạ con đâu có tới đây để coi bói đâu. Thầy thất tình lang thang đi mỗi chân quá, thấy ghế trống ngồi nhờ chút. Không, khi nào không có khách thì muốn ngồi bao nhiêu ngồi. Bây giờ đang có khách, anh đi chỗ khác cho tôi làm việc.
Thầy chưa coi xong mà sao thầy thấy lấy tiền con đau lòng quá, 300 nữa đó thầy, vô trong trả lại con nha. Từ từ đấy, mày đã bốc rồi, nhắc xong nhợt nhợt màu da đấy, ăn gì to lớn đấy đà làm sao đấy. Thầy, thầy. Cái gì? Thầy, thầy, thầy mới cho coi cho con tuần trước đây mà, tuần trước là mắt thầy sáng sao bên đây đuôi rồi, có lẽ dữ vậy. À, điều này chắc coi cho ai trật rồi, chắc thằng đó nó múng con mắt luôn cái gì. Này, tôi nói cho anh biết nhá, tôi xem cho ai ấy là tôi nhớ giọng từng người một. Tôi chưa bao giờ xem cho anh thì anh đừng có vu oan giá họa cho tôi như thế. Có mà, con xạo thầy làm cái gì? Đâu thầy gỡ mắt kiến ra con coi kỹ. Này này, anh đừng có hỗn nhá. Tự dưng tôi mù thế này, anh bảo tôi dở mắt kính ra cho anh xem là xem cái gì? Này, nói nghe nè. Anh vừa phải thôi chứ. Ủa, lúc trước anh có coi ổng hả? Chắc chắn. Chắc chắn là ổng mà. Tôi xem anh cái gì? Anh có nói thiệt không? Đây nè, cái tuần trước á, là mắt ổng còn sáng lắm. Ổng ngồi nói chuyện với tôi. Rồi có con nhỏ mặc váy đi ngang. Ổng lo nhìn mà rớt nước trà đổ vô quần luôn mà. Này này này. Con nghi lắm luôn rồi nè. Ta bảo cái này nhá. Đây nhá, đừng bao giờ hất đổ chén cơm người khác nhá. Thất đức lắm nhá, đi nhá, phản ngay nhá. Không có đâu, trời đất ơi, thầy ơi thầy quên rồi. Quên cái gì, quên làm sao được, tôi xem anh cái gì. À, thầy quên cho con nhắc. Lúc đó đó là con coi bối kiều. Con mở ra trúng nhầm hai câu. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Thầy giải thích cho con là con sẽ gặp được một chuyện tình bất ngờ khơi khơi ở ngoài đường, không cần phải hẹn hò, không cần ai giới thiệu hết. Đó, thầy nhớ chưa? Tôi đã bảo không xem cho anh mà. Anh đi đi. Lắm chuyện này, người ta đang làm ăn mà thì cứ phá. Thầy phải thầy Gia Cát Lạng không? Hay là ai? Ông Gia Cát Lạng nè, đó. Ông Gia Cát Lạng đó. Ông coi xe bét luôn á. Thôi, mà không nói chuyện trong đó đi. Anh, khoan đã, khoan. Anh, đừng có đi. Gì? Để tôi hỏi anh nè. Hỏi gì? Đứng đây đợi một chút đi. À. Thầy. Cái gì? Hãy thầy coi con là... À, nhát trong nhìn nhát trong ra. Nhát trong lần lượt màu da. Ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thầy ơi hình như ổng rồi nè thầy. Y chang luôn á. À thế à. Ừ. Ừ. Thông minh, cô thông minh đấy. Dạ. Cô thông minh đấy. Con biết mà, con biết con thông minh mà. Tha vào. Anh tới đây em hỏi nè. Gì cô? Anh cho tôi nhìn coi. Ừ. Nhát trong lần lượt màu da. Cái mặt của anh à, giống như là ổng tả là rút cái ống nước gì ra đó. Anh sắp chết đó. Nó tái à. Gì vậy? Rồi ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thì sao? Bé mày hỏi nó có thiếu máu không. Khoan con chưa. Em hỏi anh kỹ, anh phải nói thiệt nha. À. Cái này là quan trọng lắm nha. Quan trọng lắm nghe anh. Sao? Anh có bị thiếu máu không? Có, tôi bác sĩ nói tôi là thiếu hồng huyết cầu. Hả? Vậy anh có đái không? Ủa đó ai không đái? Không phải, ý em hỏi là anh có bị tháo đường không đó? À đái tháo đường á hả? Đúng rồi. Ừ đái tháo đường là đái hết hồn. Có tôi bị tiểu đường 10 năm rồi, mà làm gì có hỏi kỹ quá vậy? Vậy là anh à? Cái gì? Anh đang thất tình. Còn anh, em đang tìm tình. À. Mình lấy nhau đi anh. Cái gì? Mình lấy nhau đi. Cái gì vậy? Anh lấy em đi anh. Cái gì thầy? Anh lấy em đi. Anh lấy em đi. Đi chúng mày lấy nhau đi, tao lại chúng mày. Lại chúng mày lấy nhau đi. Anh lấy em đi. Thôi thì bất chấp hết, yêu nhau đi con. À đúng rồi. Người đâu gặp gỡ làm chi. Đúng rồi. Nó nè. Vậy là có duyên rồi. Nó nè. Thôi mình lấy nhau đi. Đúng rồi, lấy nhau đi anh. Đi về anh. Mình đi về liền đi. Dạ, nhưng mà ở gần đây có hotel nào không? Cái gì hotel? Không có. À quên. À, đây. Thầy ơi. Hả? Con cảm ơn thầy nha. Ờ không có con, gì. Con đi. Mày lấy cái bóp cho em luôn cái đã. À. Trời ơi. Con lạy trời, bây giờ con đã có chồng chính thức rồi. Ê, chúc hai đứa vui vẻ nha. Dạ cảm ơn thầy ạ. Lần sau ghé xem nha. À thôi khỏi đi, để người khác xem đi. Giờ con có tình duyên là coi chi nữa thầy. Ồ. Hả? Khoan. Thầy à, nói thiệt nha, dỡ cái mắt kiến ra đi. Từ đầu tới cuối con đã thấy thầy rồi. Thầy đừng có giả bộ nữa, nó quýnh thấy mẹ luôn. Dỡ ra đi. Chứ con nói á, là người ta, con nói thầy á, con giật mặt thầy ra thì con sợ là bể chén cơm của thầy.
Nên bây giờ thôi gỡ ra đi ha, đừng có giả đò nữa. Đó, con mắt sáng vậy tự nhiên đòi mù. Ồ. Thấy không, anh thấy không, mình á thật sự ra con mắt sáng vậy coi bói còn chưa được chứ đừng nói chi mà mù. Mù sao thấy thì coi. Em quá hay. Dĩ nhiên là em hay rồi. Thầy, con chỉ thắc mắc một điều, tại sao thầy không đuôi mà thầy lại tự nhận là mình đuôi? Có muốn thế đâu anh, nhưng mà đôi khi ở đời ấy, đôi lúc cũng phải giả mù để cho nó khỏi thấy cái cảnh chướng tai gai mắt ấy mà. À vậy hả thầy? Ừ. Thầy con nói nghe nè, thầy trả lời con 300 đi để con đi đánh bài. Thầy mày quên đi, mày có thằng chồng rồi. Ô, tao lấy rồi. Có như là 300 lận đó. 300 cái gì vậy cho 300 mà mày lấy ra cái thằng mấy chục ký, bây giờ mày tính bao nhiêu một ký? Ừ, nói chuyện ông đứng đầu lắm. 300 mà còn tính toán. Ừ. Đi ra chào khán giả đi. Con lại thánh mớ bái gớm được 300. Cảnh cũ bây giờ cũng đổi khác quá. Không biết ông còn nhớ chỗ để tới không nữa. Hay. Chưa thấy ai mà đàn bà con gái phải ra ngồi chờ trai như tôi. À xin lỗi bà chị, có thể xích qua cho tôi ngồi ké một chút được không? Dạ được, mời anh. Dạ yeah. Cảm ơn. Cho hỏi thăm ông anh năm nay nhiêu tuổi mà thấy còn mạnh khỏe dữ. Dạ tôi năm nay 73. 73 là tuổi gì ha? Dạ tuổi mẹo. Tuổi mẹo hả? Dạ yeah. Năm nay cũng tuổi năm mẹo nè. Yeah. Năm nay năm tuổi á. Dạ yeah. Coi chừng cẩn thận nha. Dạ cẩn thận cái gì? Năm tuổi dễ đi xa lắm á. Sáng sớm ra gặp sọt dưa rồi. Bà chị nói ăn nói phải cẩn thận đó nha. Có gì đâu, thì tôi nói 73 là cái tuổi retire rồi. Rồi đi chơi, đi xa chơi. À đi du lịch đó hả? Chứ ai nói gì đâu mà chửi tôi sọc dưa. À thì bà chị mới nói rõ ràng à, không rõ hiểu lầm. Ý tôi nói là ông anh sẽ đi du lịch. Mà dạ. Đi du lịch mấy chỗ mà dạng như khu du lịch sinh thái vậy đó. Là sao? Là ra ngoài đồng nằm vậy đó. Muốn sọc dưa là sọc dưa. Người ta nói người đẹp mà vô duyên không nói gì. Bà chị vừa không có duyên mà vừa không có đẹp nữa. Phải rồi. Bởi vậy sáng sớm mà gặp vậy là vừa lắm á. Tôi với ông mà trời sinh cũng cặp á. Sao? Nói thiệt, khen, nói cái này khen à, khen thiệt tình. Sao? Ông anh ăn mặc rất là mô đen. Mô đen dữ lắm, năm nay 2011 mà mặc quần lưng quần kéo tới vú vậy. Không nói chuyện bà chị nữa. Ê, nói vậy á, tôi xấu xấu vậy chứ cũng có người trông chờ tôi đó. Ai? Có con nào nó khùng mới trông chờ bà chị á. Phải rồi, cũng có người khùng mới trông chờ tôi. Nói nào ngay, bữa nay tôi có hẹn. Hẹn với thằng khùng, nó tên thằng Tài. Tài nào? Thằng Tài nhạc sĩ đó mà. Tài nhạc sĩ? Trông chờ ai? Trông chờ tôi. Đừng nói ông không nhận ra tôi nữa nha. Nhìn lại đi. Ông thì không thể nào tôi quên được, cái nút ruồi bự quá mà. Bà là ai mà tôi nhìn không ra vậy? Thật sự là ông không nhận ra tôi sao ông Tài? Không. Tôi Trinh đấy. Trinh ở sống gà đây.
Trinh. Trinh. Xin lỗi, bà chị có thể ấy cái quần cho tôi coi chút xíu được không? Đừng có vô duyên nha. Bao nhiêu năm nay ông vẫn vô duyên nha. Tự nhiên là mới gặp ấy cái quần cho coi coi vậy. Không, bà chị hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi nói là bà chị vén cái quần cho tôi coi cái giò chút. Không có phải không? Nghe tôi ở sống gà muốn coi giò chứ gì. Mời ông anh tự nhiên. Đúng rồi. Cặp giò này đúng là trinh gà nồi ở sống gà rồi. Đúng vậy, tôi đây. Trời ơi, vậy sao bà gửi cái hình tôi về thấy đẹp hơn bây giờ mà? Hình đó tôi chụp 20 năm trước rồi. Trời ơi, bà ác cái tôi quá. Hèn gì tôi nhìn không ra. Ý là giờ ông che tôi xấu chứ gì? Không có. Thôi được rồi, nếu ông che tôi xấu thì thôi, đi về đi. Không có đâu, xin lỗi, xin lỗi. Bà hiểu lầm ý tôi rồi. Trinh à, cứ xin đêm chăn chối hoài. Mới xin bữa nay mà. Không dám đâu. Hồi trước khi tôi đi, mấy chục năm trước khi tôi đi nước ngoài, ông cũng xin đêm chăn chối rồi. Mà đêm đó tôi không thấy ông chăn chối mà tôi chăn chối. Bà nhớ lộn rồi, làm gì có chuyện đó. Sao không có? Đêm đó ông làm răng cuối cùng không được mẹ vậy trơn. Tôi mệt muốn chết luôn mà không được gì hết trơn. Bà già rồi, bà lẫn rồi. Lẫn khỉ gì mà lẫn. Trinh à, nghe anh nói nè. Cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu. Em ở đây à? Em ở đây. Em với anh có cái gì đâu kỷ niệm vậy? Có. Không quên. Có một chút kỷ niệm gì ngoài những cái kỷ niệm tào lao là đi ăn kem rồi bậy bạ vậy đó. Không có cái gì sâu đậm để nhớ hết trơn trời. Được rồi. Để tôi nhắc cho bà nhớ. Cái gì? Tôi có mang theo bên mình đây nè. Lúc nào tôi cũng coi như là một báu vật suốt mấy chục năm qua. Cái gì vậy trời? Đây, chiếc khăn tay. Của ai á? Của tôi. Thì của ông đem theo đúng rồi. Không tôi phải. Tôi có tặng gì cho ông đâu. Nhưng mà trong này nó có gói 1.000 lượng vàng của em. 1.000 lượng vàng của tôi? Ừ. Trời ơi, hồi xưa khổ thấy bà nội phân vàng còn không có ở đâu ra 1.000 lượng mà đưa cho ông gói trời. Em không nghe người ta nói chữ trinh đáng giá 1.000 vàng hay sao? Có luôn hả? Đâu ra hả? Em quên rồi hả? Thì cái đêm trước khi em đi nước ngoài đó, anh có hẹn với em đó. Em muốn coi không? Anh giữ đây kín lắm á. Tôi nói thiệt ông ấy, có hay không tôi chưa biết nha. Chính bản thân đây tôi cũng không xác định là có hay không đi nha.
Nhưng tôi cũng coi để cho tôi sáng mắt thử cái đó nó ra sao đi. Ông định gì vậy? Để coi có ai thấy không? Mắc cỡ gần chết. Giữ kỹ lắm đó. À. Em coi đi. Giờ tới cái này ra tôi nhớ rồi. Sao bà cười? Cười là đúng rồi. Ông ngây thơ một cách mà tôi không thể nào tưởng tượng được. Cái lúc ông quen tôi, ông cũng 25 tuổi mà ông cũng không phân biệt được cái gì hết trơn hết trọi. Đây tôi kể cho ông nghe chi tiết tại sao nó có cái này nha. Bữa đó đó tôi hẹn với ông là ngày cuối trước khi tôi lên máy bay tôi đi nước ngoài. Tôi hẹn với ông rồi, tôi nói thôi em cũng xin dâng hiến hết cho anh một lần rồi em đi. Cuối cùng đi ra ông tốn sợ tốn tiền, ông không mướn khách sạn, ông kêu đi ra ngoài công viên ngồi. Cả đêm ông rình y như chó rình trộm vậy đó. Có dám mần mẹ gì đâu. Tới hồi chuẩn bị mần cái bắt đầu người ta quét đường. À, rồi ở đây cái này đó là tại vì tôi không được mần cái gì, tôi tức quá tôi ói máu vô tôi đi đó. Trời ơi, sao lúc đó em không nói cho anh biết? Ở đâu ra cái này mà tính là ngàn lượng cái gì? Cái này tính ra chắc cũng mấy chục ký lô cho ngàn lượng. Ngàn lượng chứ ở đâu ra ông nội? Trời ơi, tào lao tao tới bởi tới giờ này tôi cũng không gặp ông được là tại vậy. Tôi ông không có hợp nhau hay sao? Thôi được rồi, gặp nhiều đó thấy ông khỏe là vui rồi. Trinh à, Trinh ơi. Trinh tiếc gì? Trinh ơi. Mệt quá đi. Trời ơi Trinh ơi, mất Trinh rồi, xa Trinh rồi, hoa đã tàn, duy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai? Trời ơi tôi đã mất Trinh rồi, tôi mất Trinh rồi, trời ơi mất Trinh rồi. Nên. Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Ông làm gì ông la đừng rừng mất tin gì là... À, tôi đang ngồi với ông ở đây, tôi mới vừa bước chân ra, người ta nhìn thấy tôi giống vậy, ông tự nhiên ông la mất tin rồi, mất tin rồi. Người ta tưởng tôi hãm hiếp ông sao? Trời ơi, anh nói mất tin là mất em tin tin em quên rồi hả? Ồ thế à. Trời ơi có gì mà sao em thượng cẳng xin hạ cẳng tay anh vậy? Em xin lỗi anh, tại vì em nghe anh la to quá, em sợ người ta hiểu lầm em. Ôi nói chứ ngồi đây cũng chưa hỏi thăm gì gia cảnh. Sao dạo này vợ con anh khỏe không? Là gì có vợ con mà khỏe chứ không khỏe. Sao không có vợ con? Thì đó, thì cũng tại cái khăn này nè. Anh thấy anh có lỗi với em cho nên anh quyết định anh chờ gặp lại em. Anh cao thượng quá. Anh cao thượng đến độ em không bao giờ tưởng tượng tới được. Còn em sao? Lúc này chồng con sao rồi? Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Em giờ vẫn như hàng chưa có đập thùng. Nói vậy là hàng em vẫn còn dán tem hả? 63 năm bảo hành còn cứng ngắc. Sao vậy? Em tức. Tức cái gì? Em tức là tại sao người đàn ông đầu tiên không mần được cái gì hết. Em ở vậy chơi cho vui vậy được không? Nó giỡn chơi chứ lúc đó em qua tới đây rồi bắt đầu em lo làm việc. Em lo làm riết rồi cái tới hồi nhìn lại mình á mới biết mình á tóc hai màu rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Bởi vậy giờ về gặp anh em cũng vui. Em vui nhưng mà anh không có vui. Sao vậy? Bây giờ anh biết anh với em có gặp nhau mà có tiến tới nữa cũng không có được. Sao vậy? Môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối? Em bây giờ thì em thì có tiền rồi, còn anh vẫn nghèo. Sao nghèo? Nghèo, anh nhạc sĩ mà em nghèo lắm. Nhạc sĩ có ông nào giàu đâu mà nói. Ca sĩ nó hát nó giàu chứ nhạc sĩ đâu có giàu. Biết mà, bây giờ không có thể nào được hết trơn á, hiểu không? Nó giỡn chơi với anh vậy thôi. Cho em ở bển em vẫn nghe tin tức về anh. Nhiều khi anh cô đơn lắm phải không? Em biết mà.
Có những khi là sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình. Ông đã từng lâm vô tình trạng đó rồi mà. Chính vì đó tôi quyết định tôi về đây để tôi ở với ông. Trễ rồi em ơi. Hồi xưa còn tay tân mà xà quần cả đêm cũng được cái gì. Bây giờ già yếu rồi yếu không nổi. Mệt quá ông ơi. Ai nói yêu đương là ai nói là ba cái chuyện kia làm chi. Yêu đương an ủi nhau là được rồi. Ông không nghe à? Nghe cái gì? Yêu mới biết quên thời gian. Khi biết yêu hoạt xem mãi không phải tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm thứ áo. Không tìm nào xây đắp hơn anh đâu. Chờ một ngày qua một đêm nhau vui. Ta đừng về vang bóng đơn đời buồn. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát. Bước gồng xiềng là mình tính chuyện trăm năm. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát. Bước gồng xiềng là mình tính chuyện trăm năm. Riêng sân khấu Việt Nam thì rất tiếc vẫn còn thiếu vắng rất nhiều những nụ cười. Và ngay cả trong âm nhạc, những bài mà chúng ta thường yêu thích thì phần đông là những nhạc phẩm buồn. Rất may mắn trong những năm gần đây, có một nhóm nghệ sĩ trẻ từ trong nước mới ra và đã mang đến cho chúng ta những màn hài hước đầy tính cách sáng tạo. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của danh hề Vân Sơn và Hoài Linh. Và trước Vân Sơn xin chào các cụ, sau xin chào các bạn cũ ba niên, xin chào tất cả người hiền, chào cô má lúng đồng tiền có duyên. Chào các bạn lắm tiền nhiều bạc, chào những kẻ đói khạc ra cho, cầu cho muôn họ ấm no, lời chào đã dứt, tròn tràn pháo tay. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ kính thưa quý vị, quý vị đã từng thưởng thức qua tiếng hát vượt không gian, vượt thời gian của nữ ca sĩ Thái Thanh, đã từng đam mê qua tiếng hát của Thái Hiền, Thái Thảo, từng nóng bỏng qua tiếng hát của Thái Tài và từng bị ru ngủ qua tiếng hát của Thái Châu, thì không thể nào bỏ qua tiếng hát ngày hôm nay được. Xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Thái Giám. Thái Giám thân ái kính chào quý vị. Quỷ sứ nhìn người ta thấy ghét. Trời đất ơi, cái này là chắc tên thái giám cuối cùng của vua Bảo Đại còn sót lại nè. Vậy chứ gì nữa, tầm bậy tầm ba, không thấy anh vui giỡn chơi với anh á. Chứ làm gì lấy tên kỳ cục vậy? Trời ơi, đâu phải thái giám đâu. Không phải hả? Anh biết sao tôi lấy tên này không? Sao lấy tên này vậy? Tại vì tôi thấy ai lót cái chữ Thái cũng nổi tiếng hết trơn hết trọi á. Mà mấy cái tên đẹp người ta đặt hết trơn rồi à. Mà tôi muốn cho muôn đời người ta nhớ tôi chỉ có lấy chữ giám là dễ nhớ nhất. Thái giám ai cũng nhớ hết trơn. Thôi được rồi, bây giờ anh lấy cái tên ngon lành như rồi đó. Bây giờ ra đây nào, gặp đông đủ bà con cô bác nè, anh biết làm gì không, làm thử một hai cái coi chơi. Tôi nói anh phải nói dốc anh nghe. Cái lương, hồ quảng, hát bội, tân nhạc, cổ nhạc gì đó hả? Tôi biết hết trơn á. Biết hết trơn á. Trời ơi, một đoàn nghệ thuật tổng hợp nằm trong bụng tôi nè. Trời ơi, ngon lành quá vậy. Bây giờ đâu làm thử cái coi chơi coi. Bây giờ anh muốn nghe không? Hồi nãy giờ anh nghe ca nhạc đã rồi gì? Bây giờ tôi sẽ ngâm thơ cho anh nghe. Ngâm thơ? Trời ơi, mấy bà ngâm củ kiệu không bằng tôi đâu. Trời, tôi ngâm còn chua hơn nữa. Cái này mới nghe, cái này mới nghe. Đâu làm thử cái coi. Bây giờ anh nghe nghe, tôi sẽ ngâm bài thơ tả nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tả về nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình phải không? Rồi, bây giờ chuẩn bị nghe nghe. Giọng ngâm vàng đó. Tóc em dài, tự nhiên đưa ngâm ngon là anh bóp họng tôi. Trời đất ơi, dài gì dài dữ vậy? Trời ơi, tả mái tóc dài tả vậy nó mới tha thước. Dài quá đụng đất rồi, lớp phết gì tốn tiền mua xà bông lắm.
Bây giờ tôi nói anh nghe, bây giờ em bắt đầu anh nghe nè, nghe chưa? À. Tóc em dài, em đi trong nắng. Tóc em ngắn, em đi trong mưa. Ôi, hay quá, hay quá. Tóc em lửa thưa, em đi trong gió. Tóc em hồng có, em đi vô chùa. Ngâm hay cũng la, ngâm dở cũng la, làm sao ông? Không, không mà. Nói tả sắc đẹp người con gái Việt Nam gì đâu mà tóc không mà tóc đã hồi trọc lóc đi vô chùa luôn mà. Trời ơi, kỳ quá không có được đâu, nhà tôi ngâm cho anh nghe nè. Biết không? Trời ơi, tả nhan sắc người con gái Việt Nam đâu có đơn giản là cái mái tóc không, còn có gương mặt, có nụ cười trong đó nữa. Vậy hả? Ừ. Dạ, nói không tin làm tin nè. Nè, bắt đầu nghe nè. Ừ. Tóc em dài, em cài hoa thơm ngát ngơ. Miệng em cười tát quát tới mang tai. Trời ơi. Tóc em bay bay khi đi trong gió. Miệng em cười có cái răng chó dễ thương. Trời ơi. Chắc tôi quýnh anh cái chắc anh gãy hết trơn răng quá. Tại vì cái giận nó vậy á. Giận cái gì kỳ cục à. Ai biết gì đâu. Tôi nói cho anh nghe bây giờ. Bây giờ tôi nói nghe nè. Thôi bỏ bao vụ ngâm thơ qua bên đi, trở về cái nghề chính của tôi đi. Cái gì? Nghề ca hát. Anh biết ca không? Biết à. Biết không? Trời ơi, nãy tôi giới thiệu anh mà nguyên đoàn nghệ thuật tập hợp bụng à. Nhưng mà rành không? Nhạc rành không? Nhạc tôi thuộc hết trơn. Thuộc hết trơn phải không? Không có bài nào không thuộc. Rồi bây giờ hát bình thường không hay nữa. Bây giờ hát một liên khúc bằng liên khúc chỉ định. Chỉ định là sao? Có nghĩa là thí dụ tôi hát cái bài gì không? À. Tôi chỉ anh thí dụ cái đèn chẳng hạn. À. Anh hát bài gì cũng được miễn có cái đèn trong đó thôi. Cái đèn. À. Rồi anh chỉ lại tôi. À. Đó, anh chỉ cái ghế, tôi hát bài gì cũng được miễn có cái ghế trong đó thôi. Dám chơi không? Hay à. Mà hơi khó. Nhưng mà thôi lỡ chơi luôn đi. À, nhưng mà đâu có dễ dàng vậy. Sao vậy? Không chỉ đồ vật đó, mà chỉ toàn là những cái bộ phận trong cơ thể anh thôi. Trời ơi. Dám không? Dám không? Thôi chơi luôn đi, thử cái coi. Rồi thử nghe không? Ờ. Bắt đầu nghe không? Rồi. Giờ tôi chấp anh đố trước đó. Đố trước không? Cái đầu. Cái gì? Cái đầu, cái đầu. Cái đầu hả? Ăn đi. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau. Chưa có đầu, chưa có đầu. Ta thiết từ đây cho đến ngày trọc đầu. Có cái đầu, có cái đầu, có cái đầu ha. Giờ tới anh, giờ tới anh. Giờ tới anh. Cái mình, cái mình. Cái mình. Ừ, cái mình. Dễ nghe hát nè. Trở lại chuyện hai chúng mình. Trời ơi. Khi anh với em vừa biết yêu nhau, tình yêu cùng mình. Không phải một mình mà hai mình lận. Giờ tới anh nè. Cái gì? Em ngồi gì? Cái gì? Cái tay, cái tay. Cái tay hả? À, cái tay khác đi. Cái tay đâu con ơi, về con ơi. Có rồi, có rồi. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng. Mưa nắng là chưa có tay. Lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Bằng tay không? Chuẩn bị nè. Ta có cái bàn tay. Có bàn tay rồi, có bàn tay rồi phải không? Có bàn tay rồi, tới anh, tới anh. Bây giờ bắt đầu tới anh nha. À, tới tôi. Thế cái chân, cái chân. Cái chân hả? Ừ, cái chân. Tôi nhớ bài này rồi, nghe hát nè. Ừ. Lùa nắng cho vào buồn tóc em. Có lý mới có tóc. Bàn tay xanh sao đón yêu phiền. Lặp lại cái tay không có chân. Ngày xưa sao nắng thu không vàng. Để nắng đi vào trong mắt em. Ê, có mắt chứ chưa có tay có chân à. Em qua công viên bước chân âm thầm. Trời ơi. Có cái chân đó. À, tới anh nè, tới anh nè. À, cái à, gì? Cái răng, cái răng. Cái răng hả? Cái răng. À, cái răng. Ờ, cái răng. Có răng có, hát có, đi. Có rồi, có rồi. Hát đi. Này cô bé có chiếc răng khỉnh. Trời ơi. À, sao chừa một cái không chịu nhổ đi chứ để làm chi. Có răng, có răng phải không? Có răng. Bây giờ tới anh. Tôi. Anh đố tôi cái răng, bây giờ tôi đố anh hả họng ra coi. À, cái lưỡi, cái lưỡi. À, có lưỡi. Giang anh mà gì có cái lưỡi. Không có cái lưỡi thua. Trời ơi, không có lưỡi thua hả? Ờ. Về về về, văng về văng về. Cái lưỡi. À, có rồi, có rồi. Tôi xin người. Chưa, không phải, không phải, làm lợi, làm lợi. Tôi xin đừng thương dùm phần tôi. Xin đừng thương hại người ơi, vì tôi nhớ phấn son cuộc đời. Phấn son chưa có lưỡi.
tôi xin đừng đưa đón vui cười, xin đừng đón đã gọi mời gì, tôi tin chót lưỡi đầu môi. Có lưỡi rồi, có lưỡi rồi, tới anh nè. Tới tôi cái gì? Long. Cái gì? Long. Long gì? Long mày, long mi, long mũi rồi đó. Trời đất ơi, đố gì mà ông vậy trời ơi. Long, nghĩ tầm mày à? Long. Hát đi. Về con ơi. Long về con ơi. Hát đi. Thà như giọt mưa khô trên mặt em, thà như giọt mưa khô trên mặt duyên, để ta nghe thoáng tiên mưa vội đến, nhưng giọt run run ướt ngọn lòng măng. Có lòng măng à, có lòng măng, có lòng măng à. Có lòng măng à, bây giờ bắt đầu tới anh. Cái rau. Có rồi. Giáp sĩ chào nghiêng tuốt gườm người sang, trước cung son ra mắt ngọc hoàng. Chưa có rau. Hân hoan ngài vuốt râu cười, đi đâu mà lạc lối lên trời, có râu rồi Linh ơi. Hay quá hay trời ơi, tôi chết anh rồi, nè. Thua rồi. Kiếm cái gì có khó đố. Cái gì? Có rồi. Cái lưng. Cái gì? Cái lưng. Hát đi. Cái lưng hát đi. Có. Mình có ba người vừa đứng nét đôi mười, nhưng chiều mây cái lưng đồi, tầm mắt nhướng xa khơi. Có cái lưng đồi. Anh Giang ở lưng đồi chứ mà lưng anh à. Lưng đồi miễn sao có chữ lưng thôi anh. Anh Giang quá vậy. Hồi nãy anh không giao à. Bây giờ tới anh à. Tôi hả? Tới anh quay vòng coi. Có rồi, cái này gần cái lưng à. Cái mông. Anh Giang anh không có bài nào có mông nha. Không có mông thua. Anh Giang tôi không? Cái mông. Người lướt mây trời giao kiếp sống không chung, với một kẻ đi tìm giao sống nước mênh mông. Mông rồi. Cái đó chơi anh Giang không chơi à. Sao anh Giang? Tự nhiên cái mênh mông anh đưa cái mông vô không chịu à. Ai mới hồi nãy anh đưa nguyên cái lưng đồi vô làm chi. Thôi nó chơi với anh vậy chứ. Bây giờ mấy cái loại nhạc này hát không hay nữa. Bây giờ tôi anh hát cái loại nhạc mà thịnh hành nhất nước Mỹ giờ đi. Thịnh hành nhất là nhạc gì vậy? Nhạc rap á. Rap là lấy bài này khúc bài kia khúc rap vô hả? Không phải, nhạc rap có nghĩa là nhạc rap của Mỹ Đen nó giật như nè. Vậy dám, thôi dám chơi không? Luôn đi, dám. Không? Đã, rồi, bắt đầu hát không? Rồi. Vô. Are you ready, Wylin? Yeah, ready, Vincent. Okay, we just do three lines on. You're right. Yeah. Yeah. Wow. Xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông vẫn cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông, tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Hey! Từ nay xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hướng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn không xài để chi xa. Còn dân xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hưởng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn chẳng xài để chi. Chia các cậu nhớ lo đi học, kẻo có ngày móc bọc sinh nhai, tương lai đói rách dài dài, bài 52 lá đếm hoài không xong. Phần các bà có chồng hãy quảng đại, ra thứ chồng nếu lo dạy đi đêm, chồng mà có lấy vợ thêm thì mình hãnh diện gì lên chức bà. Hey! Hoài Linh xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông dân cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông, tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Thời ta xin tứ tứ xin, cần chi đau khổ khổ đau, cùng nhau dân giới dân Sơn và Hoài Linh.